Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Đây, mình sẽ đổi qua cái con xe mới này anh em ơi. Sát thủ ơi, lên xe không bạn ơi. Cơ bản thì ngày hôm nay thì team của mình đó là sát thủ này, Khôi Nhi này. Với lại mình nữa thì mỗi đứa sẽ mặc những cái bộ trang phục. Đó là bộ trang phục người hùng 2019 nha các bạn. Lờ qua phía này con nào nha em. Hình như là sát thủ đã thấy người các bạn ơi. Ui dồi ôi, sát thủ ơi, đáng đời chưa? Nhảy kiểu vậy cơ hả? Đây, tôi cứu ngay. Ham mạng và cái kết này bạn ơi. Ok anh em. Đây. Ui dồi ôi, hạ gục nhanh quá nhỉ bạn nhỉ. Mình lại sợ bạn quá cơ. Nhưng mà thằng này là do mình kill rồi mà. Ôi, có một cái giảm thanh các bạn ơi. Sát thủ lượm có vẻ nhanh đây. Bạn lại lượm nhanh quá rồi, như này mình chịu rồi. Ok ok anh em ơi. Mình sẽ ăn tạm chỗ này để nâng được lên cái giáp level 3 cái đã. Khá là ổn này. Rồi nha các bạn. Quay trở lại với chiếc xe quen thuộc này. Ok, chạy đi sát thủ. Bây giờ thì kẹo sẽ cho sát thủ lái xe nha các bạn. Còn mình là chỉ việc ngồi lên xe và chờ đợi kẻ địch mà thôi anh em ơi. Khôi Nhi thì hiện tại đang ở cách khá là xa này. Cách vị trí của tôi với sát thủ đó là 450m cơ. Và đây sát thủ đang cố gắng là để chạy qua này. Đơn giản là chơi team thì chúng ta sẽ phải chơi lại gần với nhau hơn nữa mà anh em. Đấy, chứ còn là không thể chơi riêng lẻ được. Vì thế là anh em sẽ rất là dễ đa nhá. Ok, đây là chạy qua chỗ Khôi Nhi luôn. Đã thế team kẹo của chơi thiếu người nữa cơ mà anh em. Let's go. Uầy, không ngờ là Khôi Nhi cũng đã có cho mình được một cái chiếc xe riêng. Đó là chiếc xe Monster Truck anh em ơi. Ui, có mạng hả? Có mạng hả Khôi Nhi ơi? Có mạng thì không gọi đồng đội gì cả. Rẻ tiền thay. Sát thủ đã cướp được con xe Monster Truck của Khôi Nhi. Ok, bây giờ thì kẹo cũng sẽ cố gắng gọi là cướp luôn cái con xe này anh em ạ. Đấy, thế là Khôi Nhi là chẳng còn con xe nào để chạy thôi. Đây, kẹo sẽ chạy lên phía trên này nha các bạn ơi. Trên này anh em đã thấy ai chưa nhỉ? Uầy, riêng kẹo là chưa thấy ai nhá. Lợn lờ con phía này con nào. Uầy, vẫn còn một cái nâng giáp này. Sát thủ ơi, đừng ăn. Sát thủ ơi, đừng ăn nó, đừng ăn nó. Ui, sát thủ nó vẫn cố gắng ăn được các bạn ơi. Thế này thì chịu rồi nha em ơi. Let's go và vòng qua phía này con nào anh em. Có người hả? Úi dồi ôi, một tông này. Đậu xanh này em ơi. Đai luôn nha. Đủ này. Ủa ơi. Phóng liệu của mình bị lỗi nha em ơi. Thế này thì ghê rồi. Thế này thì ghê rồi các bạn ơi. Ui, nữa hả? Chẳng hả? Yes. Như vậy là Sĩ Kẹo đã có được 3 kill ở trong cái tình huống này rồi các bạn ơi. Khá là nhanh như vậy thì bây giờ kẹo đã có được 4 mạng rồi nha các bạn. Ui ui, gì vậy? Hình như là Khôi Nhi đã vừa phá xe mình các bạn ơi. Đậu xanh tình nghĩa anh em có chắc bền lâu anh em ơi. Nó phá xe mình rồi, đậu xanh thanh niên chơi trò vãi trưởng. Mặc dù là mình chỉ có lấy xe của nó, đâu, lấy xe của sát thủ anh em ơi, là mình chạy lên đây thôi mà. Đồng đội gì chơi kỳ vậy trời. Ok, chúng ta sẽ có thêm được bom keo nha anh em. Uầy, bên dưới có rất là nhiều những cái túi cứu thương nha các bạn. Tha hồ nhiều đồ cho chúng ta là có thể là lượm thoải mái luôn nha anh em. Hello các bạn ơi. Úi dồi ôi, xe gold anh em thấy nhìn đặc sắc chưa? Ok, đứng trên này nha mọi người. Mấy ông lại còn thích chụp ảnh nữa cơ. Chụp ảnh thì chụp ảnh, tôi ngại gì các ông. Tôi cho các ông chụp ảnh thoải mái luôn nhá. Xong chưa các bạn ơi? Xong chưa, nhanh để chạy này. Chưa xong nữa hả? Đậu xanh. Lại còn nhảy nữa cả. Ok, nhảy thì nhảy. Tôi lại ngại ông quá. Thế là ngày hôm nay là team 3 người hùng nữ 2019 này. Với lại thì 3 báo bóng đêm. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ cố gắng quẩy leo rank. Xem là có dễ dàng giành được top 1 không nhỉ các bạn. Ok ok, let go nào mọi người. Bây giờ là còn lại đó là 14-3 thành viên của đội tôi. Còn lại 11 người chơi nữa ở trong cái vài đấu này. Không hiểu sao mỗi trận mà chơi trên đảo thiên đường thì các bạn ấy kêu nhanh quá nhỉ. Chạy qua lượm tính nhau anh em ơi.
À, hành động rẻ tiền anh em ơi. Dựng mong keo không cho đồng đội ưu thính này. Ui, thì ra có cả Uza cả. Ui. Thôi rồi anh em ơi, kẹo không có lợi được rồi. Không biết là lúc nãy là Hôn Nhi với lại sát thủ thì ai rẻ tiền đã dựng bông keo và không cho mình chạy lại lúc thính anh em ơi. Đậu xanh team chơi chó vãi trưởng. Mình chưa bao giờ thấy một cái team nào nó rẻ tiền như này anh em ơi. Đấy, anh em chơi là có cái team nào rẻ tiền như vậy không? Thật sự là mình cũng đến chịu thua với cái team của mình luôn nha các bạn ơi. Các ông chơi như này lại gắt quá rồi. Úi dồi ôi, thính mới này anh em ơi, các bạn đừng rẻ tiền nữa nhé. À, chạy hẳn lên trên luôn cả. Ui, yêu mạng không cần lận thính luôn cả. À, thính này nó là một cái thính FVD nên là kẹo sẽ không có chơi nha mọi người. Vì là đơn giản là kẹo bắn FVD khá là gà, cũng như là mình không có thích chơi cái khẩu súng FVD nữa. Đâu, có ai trên này vậy? Trên này thì kẹo đã thấy ai đâu. Cơ bản là úi dồi ôi, thằng nào lúc nãy đổi lượng súng của mình, đâm ra là mất luôn kẹo ngắm 1x này. Chán ghê cơ. Ông ngắm 1x như này thì kêu mạng cái gì hả các bạn ơi. Đậu xanh chán quá trời à. Đây, kẹo sẽ qua tạm phía này. À, có một đứa ở ngay hướng 30 độ thì phải này. Từ từ nha các bạn ơi. Kia rồi. À, hình như là phải quên chạy này. Đậu xanh này. Ui, có gì ở đây, mình cứu bạn ngay này. Hôm nay có lẽ như là mình chơi của gì mà toàn là những cái vị cứu tung cho các bạn ấy nhỉ. Đây ông ơi, đã bảo là bơm máu đi cơ mà lại còn ham mạng nữa cơ. Bơm máu đi rồi bắn sau. Đấy, hôm nay nó rất là ham mạng nha các bạn. Biết thế lại không cứu đã bây giờ. Đậu xanh này, chạy đi em ơi. À, cơ bản là team địch thì các bạn ấy dựng bom keo nó rất là nhanh nha anh em. Nhanh quá cơ. Đây, mỗi góc là một bom keo luôn này. Chạy đi em ơi. Úi dồi ôi này. Các bạn ơi, các bạn chạy đi các bạn này. Cốc dừa hướng 330 hả. Chẳng nhẽ là kẹo lại sợ các bạn quá cơ. Úi dồi ôi, mày chạy với anh này. Ui, Hôn Nhi ơi, kêu nhiều mạng quá nhỉ. Biết thế lúc nãy khỏi cứu nó luôn anh em ơi, cho nó đỡ kêu mạng. Thật sự kẹo nói xạo vậy thôi anh em ơi. Chứ còn là đồng đội với nhau thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải cứu nhau rồi anh em. Ui, ở chỗ này thì có tận hai cái nòng giảm thanh cơ. Rất là đáng tiếc vì là bởi vì... Úi dồi ôi, đậu xanh mình chạy à? Đậu xanh mình chạy à? Ui, Hôn Nhi ơi, lại kêu mạng nữa rồi. Chán bạn quá cơ. Rất là đáng tiếc bởi vì là kẹo đã có được nòng giảm thanh rồi. Chứ còn là chưa có được nòng giảm thanh thì mình sẽ khá là mừng khi mà nhìn thấy tận hai nòng giảm thanh ở đấy cơ. Ui, cái gì vậy? À, kẹo còn tưởng là người nữa cơ anh em ơi. Bởi vì là cái ký hiệu của nó thì nó khá là giống người nhá. Đây, nên là kẹo sẽ chạy qua ngay. Xem là ở ngoài đấy nó là cái gì anh em ơi. Hình như là chỉ là một cái cột gì đó thôi anh em ơi. Nên thôi, chúng ta sẽ kệ vậy. Vâng, và cuộc chiến còn lại chỉ còn đó là 5 người chơi nữa thôi anh em ơi. Ui, bây giờ là còn lại 4 người này. Tôi nghĩ là 4 đứa còn lại thì khả năng chúng nó chung một team là khá là cao anh em ơi. À đây rồi, team này hả? Ok, úi dồi ôi, các bạn chạy à? Đây, chạy đi nào các bạn ơi. Chạy đi các bạn ơi. Ui, chúng nó đã qua sau tảng đá rồi anh em ơi. Đó, tảng đá hướng 120 độ nhá. Nốc rồi nhá em ơi, nào. Đây ok, kẹo chạy qua ngay. Làm gì mà căng hả các bạn? Ui, Hôn Nhi ơi, Hôn Nhi chạy nhanh quá nhỉ. Tôi lại sợ ông quá cơ. Đây các bạn ơi, dựng bom keo này. Úi dồi ôi, ghê vậy ai chơi. Ghê vậy ai chơi. Và ok, như vậy là sĩ kẹo đã có cho mình được bạn thứ 5 rồi nha anh em. Let's go nào mọi người ơi. Đây, mình sẽ chạy lên phía trên này. Ok ok. Ui, có người đấy hả? Úi dồi ôi, các bạn ơi, các bạn câu lựu đạn ghê vậy. Kẹo sợ các bạn quá rồi đấy. Ơ anh em ơi, như vậy là chỉ còn lại một mạng nữa ở trong cái ván đấu này mà thôi. Còn một thằng nữa anh em ơi. À, để coi nào, xem thằng cuối cùng đang ở đâu. Thằng cuối cùng này thì sanh mộ với team của kẹo rồi anh em ơi. Nó chạy được đi đâu nữa hả? Lượn lờ qua mấy khu này coi nào. Thật ra thì kẹo chỉ bắn để đánh lừa hướng của đồng đội thôi anh em ơi. Chứ còn là ngoài này làm gì có ai đâu. Đây, chúng ta sẽ lượn lờ qua mấy khu này một xíu nhá. Thằng cuối đâu rồi anh em ơi? Nãy giờ kẹo mày ăn thêm được một mạng nữa. Đó là 5 kill này. Bây giờ kill nốt mạng cuối là được 6 kill này anh em ơi. À kia rồi. Úi dồi ôi, sát thủ ơi, đứng lại. Đứng lại sát thủ ơi. À, bắn gì ghê vậy. Sát thủ cố ý để cho kẹo bắn trước à anh em ơi, để ăn mạng à. Thanh như này, đồng đội kiểu gì vậy. Thật sự là quá chán nản với team của mình rồi. Ok anh em ơi, dẫu sao cũng top 1 nên là quẩy luôn nào anh em ơi.
đấy, bật cái hành động gọi là chọc kẹo kẻ địch nhỉ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.